Xin chào anh em, xin chào anh em đã quay lại với chương trình thi công đèn của công ty Xenon Solar Light của chúng tôi. Thì cái đèn năng lượng mặt trời mà dạng đèn pha hiện nay thì ngoài cái việc mà chiếu sáng gia đình, chiếu sáng đường đi, hành lang công cộng thì đặc biệt là chúng tôi có nhận thi công lắp cho các cái sân bóng mini, sân bóng đá mini nè, sân cỏ nhân tạo ha, rồi mấy cái sân tennis đấy. Thì có cái loại đèn năng lượng mặt trời thương hiệu Blue Carbon mà dưới tắt là BCT đó. Blue Carbon tại vì đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và hiện nay duy nhất trên thị trường, chỉ có cái dòng Blue Carbon này thì mới có thể là bảo hành được thời gian là 5 năm. Bảo hành 5 năm và tuổi thọ nó trên 10 năm, sẽ là 12 đến 15 năm. Bởi vì thứ nhất là cái tấm pin năng lượng mặt trời của nó thì nó thu được cái tia bức xạ. Ngoài cái ánh nắng thì ánh sáng nó còn tia bức xạ. Nên là dù có mây mưa thì nó cũng có điện bình thường. Cái thứ hai là cái pin lithium của nó thì có tuổi thọ rất là cao. Hiện nay là nó tự hào đây là cái một những dòng đèn năng lượng mặt trời mà có cái tuổi thọ của pin lâu nhất, lên đến 12 đến 15 năm. Thì đây là cái công trình mà chúng tôi thi công tại Bình Dương, công trình thân bóng đá Lê An đó. Thì để cho nó đảm bảo cho ánh sáng đầy đủ để thu cái năng lượng mặt trời cho đèn thì chúng tôi phải tỉa cành cây và sửa soạn cái chỗ để gắn vô. Thì cái sân bóng này có cái diện tích cũng trung bình và tổng cái lượng đèn gắn ở đây là 14 cây, 14 cây xung quanh cái sân bóng đá mini này. Thì cái đèn Blue Carbon hiện nay thì chúng tôi là một những đơn vị độc quyền phân phối tại Việt Nam. Có thể nói là một trong những cái dòng đèn năng lượng mà nó có cái độ sáng cực kỳ cao, do là cái thiết kế của nó rất là hay. Bởi vì cái chip LED của nó đó hiện nay có cái thấu kính lưu gương cầu phía ngoài, nên là nó tăng, nó phát cái độ ánh sáng hơn những cái đèn bình thường. Đồng thời nó là một cái dòng đèn nó pha, nhưng mà nó pha rộng, cái góc chiếu nó gần 270 độ. Nó khác với những cái dòng đèn pha khác, nó chỉ tập trung cái điểm giữa. Còn hiện nay cái dòng đèn này nó sẽ pha rộng ra. Thì trên đây thì chúng tôi các nhân viên là cũng phải lên đây lắp đặt trên các cái trụ đèn có sẵn. Thì gồm một tấm pin năng lượng mặt trời hiện nay là nó có công suất là 95W để nó nạp cho cái pin là có dung lượng là 95A, và có công suất phát của cái đèn hiện nay là 150W. Đó là một trong những dòng đèn Blue Carbon, đèn chiếu đường phố mà rất nhiều công trình, đặc biệt là những cái khu mà dự án nhà đất mà phân lô bán nền, khi mà sang lấp và phân lô rồi thì để thu hút cho, hấp dẫn cho bà con đến mua nền thì các chủ đầu tư thường hay lắp những cái đèn này, lắp lên ngay, tại vì khỏi phải xin giấy phép đường điện, đi dây điện, và đặc biệt là khỏi phải là trả tiền điện sau này. Khi bà con mà về mua phân lô bán nền xong mới xây nhà thì cũng khỏi phải lo ai sẽ trả tiền điện. Do vậy các chủ đầu tư thường hay là sử dụng cái đèn năng lượng mặt trời, những tấm pin như vậy mà có tuổi thọ phải trên 10 năm thì mới gắn vô các cái khu phân lô bán nền, cực kỳ hiệu quả. Thì suốt một buổi chiều chúng tôi đã gắn hoàn tất được 14 cây đèn, và đây là chúng tôi test ánh sáng ban đêm. Đó là tới vừa buổi tối sụp tối là chúng tôi còn cố gắng lắp thêm mấy cái đèn nữa, và cuối cùng thì cái ánh sáng như bà con thấy đó, nên thấy rất là sáng, cực kỳ sáng luôn đó, nó soi rõ luôn xung quanh. Đối với cái sân bóng mà nó đủ để người ta đá banh và nhìn thấy nó sáng như vậy, thì đối với những cái đèn đường bình thường, những cái khu mà dân cư, cái khu mà mình cần lắp đặt để quan sát đó thì nó rất là đơn giản. Và cái
mật độ của đèn nó cũng không cần dày đặc như cái bóng đá như thế này. Đấy, như hiện nay là cái sân bóng buổi tối lên nó sẽ sáng như vậy. Đấy. Thì chúng tôi tóm lược lại là chúng tôi có rất nhiều dòng đèn năng lượng mặt trời, đặc biệt là những cái công suất lớn hơn cho sân bóng mà sân cỏ lớn nữa, từ 400W, 500W đến 1000W chúng tôi vẫn có luôn, cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Và cái sức sáng của nó, khả năng sáng của nó khoảng tầm là 18 đến 24 tiếng liên tục, tức là 24 giờ liên tục. Còn trường hợp mà những trời có mưa hoặc là mưa bão nhiều thì một ngày, thì một đêm thì cái năng lượng mà để tiêu thụ chỉ có hơn 50% thôi, thì ngày hôm sau nó chỉ cần một chút nắng là nó đã đủ để sạc vô rồi. Đấy, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với bà con và mọi người về cái đèn năng lượng mặt trời gắn sân bóng thương hiệu Lu Carbon 150W. Có nhu cầu thì xin liên hệ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào, hẹn gặp lại video sau.